Tại Nhật Bản, chỉ bằng một câu phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người Nhật Bản vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng. Thưa quý vị, các cơ quan truyền thông hàng đầu của Nhật Bản đều đã đưa tin về bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản. Theo đài phát thanh truyền hình NHK, bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Hạ viện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề cập đến tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản, trong đó nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ song phương, đáp ứng lợi ích của cả hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. NHK cho biết bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc với lời kêu gọi chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng quan hệ hai nước thực sự là bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững, đã nhận được tràng pháo tay hưởng ứng nồng nhiệt.